Nào ngờ năm con lên 15, chán ăn học đắm đầu vào lao lý. Còn chán ba má con đi bụi đời, nhập băng con đây ăn chơi số má. Cây sắt gây nên bao nhiêu hận thù, đau bố đã mua chiếc quay hàng bộ. Gù hồng anh em ta mau càng lý, xám la cà đắm đầu vào đắm chém.